chuyện. Khi quý vị đã đông rồi thì sẽ vào nói chuyện về cái vấn đề xây nhà hát 1.500 tỷ tại thành phố Hồ Chí Minh, và cụ thể là ở Thủ Thiêm. Mong các anh các chị hãy chia sẻ để cho nhiều người được theo dõi cái live stream này, và cho phép Phượng Dâu được chia sẻ trang YouTube Nụ Cười Vàng của Phượng Dâu vào trong cái phần live stream này, để cho quý vị lúc buồn hay lúc rảnh rỗi có thể xem được những cái tiết mục hài của Phượng Dâu cũng như là của công ty Nụ Cười Vàng. Phượng sẽ xin phép gửi vào đây là cái trang em chào chị Phương Nguyễn. Nhỏ quá thì cho to lên. Đã thấy được chưa? Xin chào nhà báo Hoàng Mai. Mọi người đã thấy to chưa? Mình thấy trên cái trang của mình là cũng khá khá, tiếng nói cũng khá khá to rồi. Chào Đinh Vạn Minh. Cảm ơn cháu Nguyễn Đức Hùng. Em chào anh Việt Hoàng. Em chào anh Hùng Phạm, lâu lắm rồi anh mới vào. Quý vị vào đi ạ, bao giờ tầm độ khoảng 300 người hoặc là xin chào Cao Thanh Liêm. Sao lại nhỏ nhỉ? Thế tiếng của mình thì rất là to. Quý vị kiểm tra chắc là đường truyền thôi. 300 người hoặc là 500 người. Quý vị nhớ phải chia sẻ. Về cái việc nhà hát ấy, thì Vượng sẽ nói dưới cái góc độ cá nhân, tức là dưới cái góc độ của bản thân Vượng Dâu, dưới từng cái nhìn nhận. Cái nhìn nhận đầu tiên là của một đạo diễn, nhìn nhận thứ hai là của nhà sản xuất, và nhìn nhận thứ ba là dưới góc độ diễn viên, và nhìn nhận thứ tư là dưới góc độ của khán giả. Ở cái nhà hát 1.500 tỷ, chúng ta tạm thời chưa nhắc đến cái số tiền, nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong giai đoạn này, và đặc biệt là tại thời điểm này, thì chúng ta có lẽ là cũng chưa nên xây, bởi vì cái việc hợp lý của nó là chưa có cao. Quý vị kiểm tra lại tay phone của mình đấy ạ, hoặc là cái đường truyền chập chờn, bởi vì là mọi người thì nói nghe tốt, có người thì bảo là không nghe tốt. Về cái vấn đề là dưới góc độ đạo diễn thì tôi nhìn nhận như thế này này. Đây là tâm sự thật. Có xây nhà hát 1.500 tỷ hay là 15.000 tỷ hay là hàng tỷ đô, thì tôi cũng khẳng định rằng ở Việt Nam không có một đạo diễn nào đủ tầm để dàn dựng một chương trình mang tính chất quốc tế. Bởi vì là chúng ta thừa biết rằng là cái nghề đạo diễn và thủ pháp đạo diễn chúng ta học từ nước ngoài. Một số người trẻ thì thậm chí không học mà chỉ là ăn cắp của nước ngoài. Chính vì thế mà mảng miếng cũng như là tư duy trình độ của chúng ta là sao chép, chứ không phải là những người được học bài bản hay là được học kỹ càng cho việc dàn dựng các tác phẩm sân khấu quốc tế. Vì thế nhà hát mà 1.500 tỷ, tôi có nghe một chị đại tá và anh Tạ Minh Tâm có nói rằng là đấy là ước mong, đấy là một cái điều mà các anh khát khao. Nhưng tôi phải xin lỗi, phải nói thật như thế này này, chúng ta nhìn nhận một cách thực sự là tất cả các tác phẩm, tất cả các tác phẩm dù hay nhất của Việt Nam đã bao giờ trong giai đoạn này
Đã bao giờ diễn được 5 đêm bán vé chưa? Trong một năm đó, bán vé hoàn toàn sòng phẳng, bán vé một cách nét và sòng phẳng. Đã bán được 5 đêm trong một năm chưa? Hay lại giống như các tác phẩm phim bỏ ra hàng triệu đô nhưng mà chỉ bán được 100-200 nghìn? Thế thì xây cái nhà hát đó, ông đạo diễn nào dám đứng ra và ông nghệ sĩ nào dám đứng ra nói rằng tôi sẽ thu hồi vốn về cho nhà nước và tôi sẽ thu hồi vốn về cho thành phố Hồ Chí Minh là nơi xây dựng và bỏ tiền ra. Nếu như ông nào dũng cảm nói điều đó thì chúng ta cứ việc xây. Nhưng mà cái việc mà chúng ta cổ vũ, chúng ta hùa theo cho cái việc xây dựng một cái nhà hát đó là chúng ta đang góp phần vào làm suy thoái đất nước và làm cho nền kinh tế của Việt Nam của chúng ta ngày càng bị vỡ trận. Và bây giờ tôi nói luôn là nếu một nhà hát đấy mà là tôi đứng dưới góc độ đạo diễn thì dù có vào đấy thì cũng sẽ phải dàn dựng, phải làm rất là nhiều. Thế thì cái số tiền ở đâu ra để làm? Số tiền ở đâu ra để vào trong cái nhà hát đấy để làm? Sang cái vấn đề là nhà sản xuất thì 14 năm nay tôi sản xuất các chương trình Tết, trong đó có nhiều cái chương trình ở sân khấu như là chương trình Tết Vạn Lộc hay là live show của một số nghệ sĩ. Về bình quân để mà thuê ấy, thì ở Cung Việt Show là giá hơn 100 hoặc là 100 triệu, chưa kể phát sinh. Ở Trung tâm Hội nghị Quốc gia là 150 triệu đồng. Và nếu như thế thì có nghĩa là cái nhà hát chuyên nghiệp chuẩn bị và ý định xây thì giá trị để thuê nó sẽ rơi vào tầm khoảng 200 triệu đồng. 200 triệu đồng này chưa bao gồm màn hình LED, thiết kế sân khấu mỹ thuật. Và thường là những cái chương trình như Tết Vạn Lộc của tôi, để đầu tư vào sân khấu đó, để đứng được vào cái sân khấu đó, nó rơi vào độ khoảng 1 tỷ đồng hoặc 7-800. 7-800 triệu hoặc 1 tỷ đồng để bước vào sân khấu đó. Và nếu như cái nhà hát mà định xây 1.500 tỷ đó thì tôi nghĩ rằng là để đứng được trên sân khấu đó và được bê chương trình vào sân khấu đó một cách tử tế và đàng hoàng, tôi nghĩ là nó phải rơi vào 2 tỷ đồng hoặc là 1 tỷ 500 triệu đồng. Thế thì mỗi cái chương trình mà tổ chức phải bỏ ra, tôi chưa nói cái phần là nghệ sĩ nha, chỉ là cái phần thuê và chuẩn bị cho một cái tiết mục, một chương trình, thì chúng ta đã phải bỏ ra hơn 1 tỷ đồng nếu đầu tư tử tế. Vậy thì hơn 1 tỷ đồng đó chúng ta sẽ lấy ở đâu ra? Cộng với tiền các nghệ sĩ, chỉ có những đơn vị tư nhân như chúng tôi mới dám làm. Còn những đơn vị nhà nước, tôi nói thật luôn, nói điều này một số anh chị nhà nước sẽ rất là buồn. Tôi nói thực sự là một số đoàn như đoàn của anh Tạ Minh Tâm, tôi không nhớ là anh có làm giám đốc hay trưởng đoàn gì không, nhưng tôi khẳng định đoàn của anh Tạ Minh Tâm hay một số anh chị đại tá gì đó, những cái đoàn nghệ thuật đó là nhà nước và nhân dân đang nuôi báo cô. Đang nuôi báo cô. Mà những cái đoàn nuôi báo cô đó đưa vào cái nhà hát 1.500 tỷ. Định bày trò ma ra đấy à? Đến cái chuồng gà người ta diễn, người ta, khán giả còn không xem. Thế bê vào trong cái nhà hát 1.500 tỷ thì ai xem? Hay là đến khi khán giả không xem thì đổ tại là không có cái nơi diễn đàng hoàng lịch sự? Tôi nói luôn với quý vị là ở Việt Nam chúng ta luôn luôn quảng cáo tuyên truyền về lòng yêu nước, về nhiều thứ văn hóa. Thế nhưng tôi hỏi thật là từ những ông đạo diễn lớn tuổi, những bà đạo diễn lớn tuổi, đã ai làm được những chương trình hay như Thúy Nga Paris hay là những chương trình của Asia? Những chương trình ở đó họ nói cái lòng yêu nước bằng lịch sử, bằng nhân văn và kích thích cho con người Việt Nam chúng ta yêu tiếng nước Nam, yêu văn hóa Việt Nam, yêu nghệ thuật Việt Nam.
Và sân khấu của họ thì lúc nào cũng long lanh, sang trọng và đẹp đẽ. Còn ở chúng ta có bỏ 1.500 tỷ hay là 15.000 tỷ, tôi khẳng định âm thanh cũng không bao giờ hay nếu như không có bàn tay thuê từ tư nhân bên ngoài vào. Bởi vì tất cả mọi thứ nó đều theo một cái ekip. Anh không bo cho tôi tiền, tôi không bật điều hòa. Anh không bo cho tôi tiền, tôi chỉnh âm thanh sẽ phô. Rồi tôi chưa kể, tôi là nhà sản xuất, tôi chưa kể rất rất nhiều khán giả đi xem, tay cầm điện thoại, mồm nhai hướng dương. Cái văn hóa của chúng ta đến rạp bình thường còn chưa được thì làm sao chúng ta đến một cái nhà hát giá 1.500 tỷ được? Trung tâm hội nghị quốc gia hay là cung Việt Xô là những nơi khá sang trọng sau nhà hát lớn. Nhưng tôi thấy có nhiều chương trình 2 phần 3 khán giả cầm cái điện thoại lên để live stream, chứ không phải là cầm để xem. Họ live stream để làm gì? Họ khoe rằng tôi đang ở trong nhà hát này, tôi đang xem chương trình này. Nhưng lát nữa hỏi là chương trình như thế nào hay không, họ không biết, bởi vì họ không có tập trung xem. Họ đi theo cái kiểu Azur, đó là cái chương trình bình thường thôi nhé, chương trình ca nhạc thị trường đó. Chứ chưa kể là những cái chương trình sang trọng. Có cái câu chuyện vui là nói về cái nhạc thính phòng ấy, của cái nhà hát ấy, thì có câu chuyện vui là cái dòng nhạc thính phòng này thực tế là nó xuất phát từ châu Âu và nước ngoài cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Khi nó du nhập sang Việt Nam thì chúng ta đang sử dụng cái loại hình âm nhạc là ngũ âm, sàng xê lưu cống hồ. Thế còn âm nhạc của phương Tây là do re mi fa sol la si đố. Khi sang Việt Nam thì rõ ràng là dù chúng ta có học thế nào đi chăng nữa thì đó vẫn là cái văn hóa vay mượn của phương Tây. Và đương nhiên chúng ta có giỏi, có tuyệt đối, có kịch điểm thì chúng ta vẫn đang là học của cái nơi sinh sản ra cái loại hình nghệ thuật phương Tây, là opera hay là âm nhạc tân tiến. Vậy thì để hiểu được cái opera hay là nhạc thính phòng, bao nhiêu người Việt Nam hiểu được? Chiều nay tôi viết cái tút rằng là có thể là 2%, 2% tương đương với 2 triệu người, gần 2 triệu người. Nhưng tôi khẳng định chưa chắc, chưa chắc. Bản thân tôi học trường sân khấu điện ảnh 8 năm, bao gồm cả diễn viên và đạo diễn, và tôi cũng được học cả âm nhạc cơ bản. Nhưng mà hỏi chân thành với tôi là có hiểu nhiều về âm nhạc thính phòng không thì tôi khẳng định tôi cũng còn không hiểu. Thế thì người bình thường làm sao hiểu được? Thế nó mới có cái câu chuyện vui là có hai vợ chồng ông bà đại gia đi vào nhà hát lớn để nghe nhạc giao hưởng. Thế thì ông bà ấy đang xem thì ông ấy mới quay sang bên cạnh hỏi một vị khán giả là thưa ngài, người ta đang đánh nhạc bản nhạc gì đó. Thì cái ông bên cạnh ông bảo là đây là bản giao hưởng số 5 của Beethoven. Thì ông đó quay sang bà vợ mới mắng là đúng là đồ nhà quê. Tôi bảo đi sớm mà không đi, đi muộn có 5 phút thôi mà người ta đã đánh mất 4 bài rồi. Bây giờ đã là bài giao hưởng số 5 rồi, phí của giờ mất bao nhiêu tiền vé. Nói như thế, đây là cái chuyện không phải là đùa, mà cái chuyện thật là không có sự hiểu biết về nghệ thuật. Nhưng người ta thích đến những nơi sang trọng hoặc xem những cái chương trình sang trọng để làm gì? Để tự tạo ra cho mình là những người có cái level là đẳng cấp giới thượng lưu. Cái điều này thì Việt Nam mới thôi, còn ở nước ngoài thì nó có từ lâu rồi, nó hay gọi là chọc phú. Chọc phú, chọc phú. Việt Nam gọi là chọc phú, còn bên nước ngoài thì là những cái bá tước với lại nam tước với nọ kia, là họ chơi ngông cái kiểu đó có từ xưa rồi. Thế thì chúng ta là cái người mà nói thật luôn là đừng buồn, chúng ta là đất nước lạc hậu, lúa nước thì lấy đâu ra cái sự văn minh lịch sự đó, còn vứt rác đầy ngoài đường, thậm chí là
không nhặt rác đâu. Thế nhưng còn hàn ra đầy thì làm sao chúng ta có thể bước vào cái nhà hát 1.500 tỷ được. Và khi xây xong thì ở thành phố Hồ Chí Minh hơn 10 triệu dân thì tôi khẳng định một năm hoặc là rất nhiều năm không có tới 1 triệu người bước vào nhà hát đó. Đấy là dưới cái góc độ mà tôi nói, góc độ của nhà sản xuất. Tôi đi thuê sân khấu nhiều và tôi cũng thuê các địa điểm nhiều thì tôi thấy thực tế ra là có thuê thì cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài thôi, còn lại là tất cả những người vào đó đều phải set up và phải làm toàn bộ. Vậy chúng ta làm cái điều đấy ra để cho tư nhân thuê hay là làm cho người dân xem? Nếu làm cho người dân xem thì chúng ta phải trưng cầu dân ý là liệu rằng là bà con có thích không. Thế nhưng chúng ta biết thừa rằng đối với người Nam Bộ thì đại đa số người ta thích đờn ca tài tử, người ta thích những cái gì nó phiêu du, nó dân dã như là nhạc vàng, hay là những cái nhạc dân ca, chứ họ đâu có thích cái dòng thính phòng, mà thậm chí là kể cả miền Bắc này cũng đâu có thích thính phòng. Những người đi xem thính phòng tôi khẳng định rằng may ra được 1/3 hiểu biết, còn lại 2/3 là a-dua và ra vẻ. Ra vẻ ta là người sang trọng, ta là những cái người ở cái địa vị xã hội tầng lớp trên, cho nên ta phải đến những nơi như nhà hát lớn, những nơi đẳng cấp để ta xem những ban nhạc nước ngoài, chơi những cái bản nhạc giao hưởng. Tôi nói thật với quý vị là chúng ta phải nhìn nhận một cái cách sự thực là hiện nay bao nhiêu nhà hát ở Việt Nam đang được nhà nước và nhân dân nuôi bao cô, có bao nhiêu nhà hát một năm nếu mà diễn bán vé tôi khẳng định không diễn được 5 buổi 3 buổi. Tôi nói lại nha, 365 ngày thì nhiều nhà hát không diễn được 3 buổi 5 buổi đâu, không ai mua vé. Thế thì cái xây nhà hát đấy để làm gì? Xây để làm gì? Chắc chắn là người ta có mục đích xây thì có thể là mục đích không phải dành cho nhân dân, nhưng người ta ép vào đấy là cái xây cho nhân dân, nhưng thực tiết ra là nhân dân họ có cần đâu. Họ cần là các nghệ sĩ có tên tuổi, các nghệ sĩ dân dã về tận nơi phục vụ. Họ cần là những tiết mục nghệ thuật sát thực với đời sống, không mang tính chất tuyên truyền. Và họ cần là gì? Nghệ thuật, vị nghệ thuật. Và họ xem dễ hiểu nhất, không phải thắc mắc, xem xong nghệ thuật mà đau đầu mệt mỏi. Những cái gần nhất như là cải lương, hay tuồng, hay chèo, thậm chí là kịch nói. Chúng ta phải hỏi thật nhau là các đoàn, các tỉnh, các nhà hát có những đoàn nghệ thuật đó nói sòng phẳng với nhau, không diễn hội làng, hội chùa và diễn miễn phí thì liệu một năm bán vé được 3 buổi hay 5 buổi hay không? Có bán được hay không? Hàng nghìn nghệ sĩ đó có bán vé được hay không? Vậy thì chúng ta phải thấy rằng cái việc xây nhà hát đó không phục vụ cho nghệ thuật chính đáng. Tôi nói nghệ thuật chính đáng ở đây là gì? Những cái loại hình nghệ thuật mà nhà nước chúng ta đang cổ vũ cũng như là quan tâm đầu tư đó. Bởi vì tôi đầu tư ra cho anh tôi xây nhà hát, nhưng mà anh cứ để lãng phí. Tôi đầu tư ra nhưng mà nơi thì làm quán cà phê cho thuê, nơi thì làm sàn khiêu vũ cho thuê, nơi thì cho đặt văn phòng thuê. Vậy thì cuối cùng dân được cái gì? Dân muốn bước vào đó thì nhẹ nhàng nhất tấm vé phải 300 nghìn. Còn cao cấp lên thì 5 triệu với 10 triệu một cặp vé. Liệu người dân bình thường có mua được không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời một câu là xây cái nhà hát đấy cho ai? Cho người dân hay xây cho lãnh đạo? Nếu xây cho người dân thì chúng ta có thể nói rằng tôi khẳng định 98-99% dân không có đồng ý. Bởi vì cái đó nó không có thiết thực và cái đó dân không có cần.
Còn nếu xây cho lãnh đạo thì chúng ta nói rằng đó là một cái trung tâm văn hóa và nơi họp, nơi tổ chức sự kiện. Nó phải cụ thể về cái việc dùng ngôn ngữ. Vừa rồi tôi nói dưới góc độ đạo diễn và góc độ của nhà sản xuất rồi. Bây giờ tôi sẽ nói dưới góc độ của một nghệ sĩ và là diễn viên. Hôm nay tôi có đọc bài báo của anh Tạ Minh Tâm, rồi một chị đại tá. Anh Tạ Minh Tâm và một chị đại tá có nói rằng cái nhà hát xây là rất quan trọng và rất là cần. Rất quan trọng và rất cần. Thế thì đây bài báo trên Vietnamnet. Giới nghệ sĩ lên tiếng về dự án xây nhà hát 1.500 tỷ tranh cãi. Cái bài báo này trên Vietnamnet. Đấy. Thế thì tôi đọc qua cái một lời, một vài lời của một số vị làm quản lý và làm nghệ sĩ có nói rằng ông giám đốc nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch thành phố Hồ Chí Minh có nói rằng đây là giá trị văn hóa không phải kinh doanh. Văn hóa có loại hình, nhiều loại hình văn hóa. Thế thì chúng ta bỏ 1.500 tỷ ra mà chúng ta nói là văn hóa và chúng ta đổ cho là văn hóa xong không sử dụng gì, lãng phí 1.500 tỷ. Trong khi đất nước của chúng ta đang lạm phát nặng nề như thế. Cái mục đích đấy để làm gì? Đó. Còn anh Tạ Minh Tâm, phó giám đốc nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh có nói là chắc chắn sẽ có nhiều người ủng hộ. Nhiều ở đây là ai? Là những ai? Là những vị đang ngồi ghế lãnh đạo của một số đoàn thể như hai ông hay là bà đại tá Hà Thủy. Bà đại tá Hà Thủy có nói là giới văn nghệ ước thành phố Hồ Chí Minh có một cái nhà hát đủ tầm. Các ông các bà giỏi thì hãy diễn tại nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh và kín chỗ đi. Diễn tại nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh kín chỗ đã, rồi sau đó các ông các bà mơ mộng sau. Và bây giờ là cái thời buổi 4.0, Internet rầm rộ, các ông các bà hãy post lên những cái chương trình, những cái sản phẩm của các ông các bà đã sản xuất, đã làm ra và đã biểu diễn, xem là có bao nhiêu người xem hay là tặng vé người ta cũng không thèm đi xem. Các ông các bà là nghệ sĩ, nhưng tôi khẳng định rằng các ông các bà đã bao giờ đi khắp tỉnh thành, đi khắp nơi biểu diễn như chúng tôi đâu. Các ông các bà biểu diễn không ai xem thì đổ tại là không có cái nhà hát sang trọng. Đối với người nghệ sĩ thì chợ người ta cũng diễn được, bến xe cũng diễn được, sân vận động cũng diễn được, mà vào nhà hát lớn cũng phải diễn được. Vào bất cứ đâu một nghệ sĩ lớn đều phải diễn được. Khi đó thì người ta mới là một nghệ sĩ đích thực. Còn các ông các bà mang tiếng là nghệ sĩ ưu tú, nhưng hỏi xem là cả cái nước Việt Nam này ai biết các ông các bà? Và tôi hỏi thật là các ông các bà đang biểu diễn cho truyền hình, cho tivi, cho tuyên truyền hay các ông các bà biểu diễn cho nhân dân xem? Đã có chương trình nào của các ông các bà mang ra biểu diễn được tiếng vang của cả nước chưa? Mà đòi xây cái nhà hát 1.500 tỷ. Bản thân mình là một người nghệ sĩ, thì việc đầu tiên là người nghệ sĩ diễn bất cứ nơi đâu. Hai tấm gỗ cũng có thể là sân khấu được. Nhưng bước vào nhà hát lớn vẫn thể hiện một đẳng cấp nghệ sĩ lớn. Nhưng bước ra công chúng, bước ra nơi quê mùa, thể hiện ngay là một người gần gũi với người dân nhưng vẫn là nghệ sĩ lớn. Đẳng cấp của nghệ sĩ là diễn bất cứ đâu, chứ không phải là chỉ có nhà hát lớn mới diễn được.
Thế phân biệt ra thế là diễn viên phòng lạnh có nghĩa là diễn viên diễn tuyên truyền và diễn viên diễn những cái bài hát không ai thèm nghe. Ca sĩ hát những cái bài không ai thèm nghe. Nếu như mà tài năng thực sự thì các ông các bà có bị vùi dập mãi, các ông các bà cũng không bị làm sao. Còn thực sự với các ông các bà thì có cho vào nhà hát lớn hay là biểu diễn ở 1.500 chỗ, tôi nói thật luôn, các anh các chị đừng buồn. Tôi đã chứng kiến nhiều rồi. Có những nghệ sĩ nhà nước đấy ạ. Có những nghệ sĩ nhà nước vào những cái sân khấu bình thường chưa nói là lớn, diễn cứ việc diễn mà dưới khán giả phản đối cứ trơ ra, cứ trơ ra, bởi vì họ không đủ trình độ để diễn, họ không biết được rằng khán giả dưới rất bức xúc, rất muốn đuổi vào và đá đít cho trận. Thực tế là chúng ta làm nghệ thuật thì chúng ta phải phải biết được rằng là chúng ta phải vị nhân sinh, phục vụ cho đời sống, nhưng bên cạnh đó cũng phải là nghệ thuật, vị nghệ thuật. Mà những người làm nghệ thuật mà làm lãnh đạo rồi phát biểu về cái nọ cái kia là tôi thấy đã buồn cười rồi. Làm nghệ thuật thì thuần túy là một nghệ sĩ và phải biết lên tiếng cho xã hội những cái không hay, chứ không phải là chúng ta phát biểu những cái điều mà thấy có lợi cho ta. Việc đầu tiên là mình là nghệ sĩ biểu diễn thì mình phải đi diễn khắp nơi, đi diễn khắp chỗ, từ nhà quê đến thành phố, từ nông thôn đến thành thị, từ nhà hát cho đến sân vận động. Chứ không phải là chúng ta chỉ diễn ở cái nơi tập trung cho ba bốn khán giả, vài ba chục khán giả theo cái kiểu ép phải xem ấy. Còn bây giờ tôi sẽ nói, vừa rồi tôi nói về góc độ là nghệ sĩ biểu diễn và bây giờ tôi nói về cái góc độ là khán giả. Nói về góc độ khán giả thì tôi sẽ nói góc độ như thế này này. Đối với người khán giả ấy, thực lòng mà nói là dù chúng ta có phát triển như thế nào thì đất nước của chúng ta mới được bình thường hóa quan hệ năm 1994 hay là năm 1996 gì đó. Có nghĩa là chúng ta mới được bình thường hóa quan hệ và hết cấm vận được hơn 20 năm. Vậy thì cái văn hóa đó chúng ta đã đủ ngang tầm với những nước cách chúng ta hàng trăm năm về cái sự văn minh chưa? Tôi khẳng định là chưa và sẽ không bao giờ. Không bao giờ. Người Nhật có một cái câu rất hay là để vứt một cái mẩu thuốc lá xuống dưới đất chỉ mất 1 giây. Nhưng để nhặt lên được là phải mất 100 năm. Câu đó rất ngắn gọn nhưng để hiểu được nó rất là hay. Bởi vì khi vứt cái mẩu thuốc lá xuống đất nó là cái ý thức tồi tệ, nhưng để giáo dục được cái ý thức đó và không bao giờ vứt nữa thì chúng ta mất 100 năm sau mới làm được điều đó. 100 năm sau chúng ta mới làm được điều đó. Vậy thì tầm nhận thức của chúng ta đang ở đâu? Tầm nhận thức của chúng ta đang là những người nông dân bình thường, là những người có cái nhận thức bình thường thì chúng ta không thể nào mà tham vọng viển vông. Chúng ta sẽ vươn ra châu lục, chúng ta sẽ vươn ra thế giới, thể hiện những tác phẩm nghệ thuật kinh điển của thế giới. Xin lỗi, chúng ta chỉ có ăn cắp thôi. Tác phẩm nào của chúng ta mang ra thế giới người ta nể trọng. Phim bỏ ra 20-30 tỷ, mấy chục tỷ ra chiếu rạp không ai xem. Tác phẩm sân khấu mấy tỷ bạc không bán được 100 triệu, 50 triệu tiền vé. Và xây xong nhà hát, tôi cá với quý vị, nếu như giả sử thành phố Hồ Chí Minh có xây
Thì tôi khẳng định với quý vị rằng là một năm may ra tư nhân thuê độ khoảng chục buổi, còn lại sẽ đóng im ỉm và xuống cấp. Bởi vì tôi khẳng định là những đơn vị nhà nước không bao giờ dám mang ra đấy diễn, bởi vì mang ra đấy diễn lấy đâu ra tiền trăm tiền tỷ để thuê. Các nghệ sĩ còn đang đói dã họng, lương còn trả đủ, làm sao dám thuê ra những cái nơi trung tâm lớn để diễn? Vậy thì chúng ta xây cái đấy để làm gì? Phục vụ cho ai? Phục vụ cho nhân dân thì nhân dân không có cần. Nhân dân cần là gì? Chúng ta mang những tác phẩm bình thường tuyên truyền, ví dụ như là sinh đẻ kế hoạch, rượu chè ma túy, nhưng bằng những ngôi sao gần gũi nhất đưa tới khán giả gần nhất tại địa phương. Và chúng ta không mang những tác phẩm tuyên truyền nghề của em làm tuyên truyền văn hóa, bỏ cái tuyên truyền đi. Những tác phẩm thuần túy là tác phẩm nghệ thuật giải trí thôi, chỉ có giải trí thôi, và gửi vào đó là những cái thông điệp giáo dục, thì khi đó chúng ta sẽ được nhân dân đón nhận. Và nhân dân cũng không cần cái nhà hát đấy làm gì, cùng lắm đứng ở ngoài cửa nhà hát chụp cái ảnh check in và hôm sau đăng lên, thế là sướng lắm rồi. Đâu phải là bước vào cái nhà hát đấy là nghệ sĩ lớn và bước ra khỏi nhà hát đấy là nghệ sĩ nhỏ đâu. Nghệ sĩ lớn nhỏ không quan trọng là biểu diễn tại đâu, mà quan trọng vào khả năng, trình độ, tài năng của mỗi người. Qua cái vấn đề này thì chúng ta thấy rằng là tôi không dám nói về mặt chính trị, đây là tôi nói về mặt xã hội rất là nhiều thôi. Hình như người ta không xây được cái này thì người ta tìm cách đang xây cái khác. Ngay tại Hà Nội đang có một cái nhà hát hơn 100 tỷ tại huyện Phúc Thọ. Thì cái nhà hát này thấy bảo rằng là, tôi khẳng định luôn là hội diễn quần chúng thì không dám cho vào đấy, mà hội diễn chuyên nghiệp thì chúng tôi cũng không về đấy, chúng ta diễn ở ngoài nó vừa rẻ, vừa tiện lợi. Thế thì cuối cùng là cái xây nhà hát đấy để làm gì? Và mấy năm sau là lại phải trùng tu, lại phải sửa chữa. Cái điều đó là cái điều mà chúng ta phải nhìn một cái cách song phẳng và nhìn một cái cách thực tế. Có một số anh chị nghệ sĩ cũng lớn tuổi rồi, nhưng các anh chị đều ngồi ghế lãnh đạo của một cái đoàn, một cái nhà hát. Tôi nói các anh chị đừng buồn, là tôi khẳng định luôn, các anh chị diễn miễn phí, nếu người ta xem được 3 tiếng ấy, diễn miễn phí đấy, người ta xem được 3 tiếng thì các anh chị thích gì tôi cho đấy. Tôi khẳng định là người ta chỉ xem được một lát thôi, họ bỏ về. Họ bỏ về là bởi vì là nó không đúng với những cái gì người ta thích. Và các anh chị được đào tạo, được sinh ra làm nghệ thuật, chỉ biết là lên đấy biểu diễn còn không quan tâm khán giả là ai và không để ý khán giả là ai, dù họ có không thích cũng cứ diễn, cứ hát. Cái câu chuyện này thì có lẽ là tôi nói như thế cũng là cũng khá là nhiều và đủ rồi. Và nhân tiện thì mới nói qua một chút. Nói qua một chút là những đơn vị tư nhân như chúng tôi thường là thuê những nơi như Trung tâm Hội nghị Quốc gia hay là thuê cung Việt Xô biểu diễn, thì chúng tôi chỉ thuê cái vỏ vào cái chỗ ngồi thôi, còn lại toàn bộ sân khấu là chúng tôi phải làm hết toàn bộ. Như chương trình Tết Vạn Lộc của tôi ấy, là hàng năm mà làm cái sân khấu đẹp đó cũng phải hàng tỷ đồng. Chưa nói tiền diễn viên, 1 tỷ đồng để chi phí trang trí âm thanh ánh sáng đẹp. Tôi đang nói là cái mức bình thường đó, chưa nói là cái mức đẳng cấp đâu. Có ai dám bỏ ra nhiều tiền như thế để đưa những cái vở vào đấy hay những tác phẩm nghệ thuật vào đấy diễn không? Hay là sau lại bảo là úi dồi cao tiền quá chúng tôi không thể vào được, rồi sau lại đổ tại. Cái đấy chết chưa?
Còn nói luôn là chúng ta có buồn thì cũng phải nói luôn. Văn hóa Việt Nam là văn hóa lúa nước. Vì thế, chúng ta nên tuyên truyền để giữ gìn những loại hình nghệ thuật dân tộc. Chứ chúng ta đừng có xin những cái phong của UNESCO về, nhưng mà trong dân Việt Nam chả ai thích những cái loại hình nghệ thuật dân tộc, bởi vì không có sự tuyên truyền. Và có tuyên truyền thì nó vẫn cứ bị mang một cái màu sắc gì đó, nó không sát thực. Thành thử ra là tốt nhất là chúng ta nên nên thanh lọc dần đi. Thanh lọc dần những cái gì mà cảm thấy xã hội không chấp nhận được. Và qua đây, qua cái live stream này, cũng mong các anh chị là bây giờ là cái xã hội là tiên tiến rồi, chúng ta mà thấy rằng là những cái điều gì nó không ổn thì chúng ta cũng phải có những cái ý kiến để đưa ra nhằm một chút thay đổi. Không riêng gì ở các tỉnh, mà các nhà hát như thành phố Hồ Chí Minh hay là ở Hà Nội, nhiều đơn vị nghệ thuật tôi khẳng định buổi tối diễn miễn phí chả có ai xem, không có ai xem. Và khẳng định xây xong nhà hát có đưa tác phẩm kinh điển vào cũng chỉ được 1, 2, 3 buổi, sau đó cũng chả ai xem. Và cuối cùng là gì? Tiền thuế của nhân dân, tiền của nhà nước, chúng ta chết chìm vào trong đó. Và thật là lãng phí. Xây thì cái điều đó không có cái gì là cái điều phải ngăn cản cả. Nhưng khi nào chúng ta phải giáo dục được con người Việt Nam đi vào giờ hát là không bao giờ được bước chân tạo ra một cái tiếng động, không hút thuốc, rồi chúng ta bước vào nhà hát là phải đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, thể hiện văn minh lịch sự. Bước vào nhà hát không bao giờ được phép cầm cái điện thoại, dù nhắn tin hay là nghe gọi. Tôi chưa nói là cái vấn đề là live stream. Mang tiếng đi vào những nơi lớn như là cung Việt Xô, trung tâm hội nghị quốc gia hay là nhà hát lớn, ăn mặc rõ đẹp, đi xe thì đắt tiền, đi vào cái nơi sang trọng xem xong cầm điện thoại để live stream, nó thể hiện ngay đấy là những người hạn chế về văn hóa nhận thức. Thế thì xem cái gì? Vào đấy để mà sống ảo chứ xem cái gì? Còn nghệ sĩ biểu diễn thì đại đa số là không quan tâm là khán giả có thích hay không, cứ đứng ở trên đấy diễn là vui xong xuôi tất cả lại về. Mà thực ra là định viết cho quý vị để giải nghĩa và nói nó sâu hơn, nhưng mà không có thời gian viết cho nên mới phải nói chuyện với quý vị qua cái phần livestream này. Cũng mong rằng là những cái ý kiến của Phượng Dâu cũng như là nhiều người dân, không riêng gì ở thành phố Hồ Chí Minh và cả nước, để chúng ta hạn chế lãng phí những cái nguồn ngân sách của nhà nước, những cái tiền thuế của nhân dân vào những cái việc vô ích và vô bổ đó. Hạn chế xây những cái công trình không phục vụ cho đời sống nhân dân. Hạn chế tối đa xây dựng những cái công trình không mang cái tầm vóc của đất nước. Xây bừa xây bãi, sau đó thì vài ba năm xuống cấp rồi là chia nhau một đống. Nghệ thuật thì biểu diễn chỗ nào chả được. Làm sao chúng ta có đủ trình độ để xây một cái nhà hát như nhà hát lớn Hà Nội từ năm 1911, người Pháp người ta xây. Hàng trăm năm, hơn 100 năm rồi nhưng vẫn đẹp đẽ, bền bỉ và sang trọng. Tôi khẳng định chúng ta không làm được nếu như không phải ekip từ kiến trúc sư đến đội ngũ xây dựng đến từ châu Âu. Thành thử ra là cái việc này tôi nghĩ là nếu như thành phố Hồ Chí Minh mà là nơi thể hiện sự tiến bộ
thì phải lắng nghe ý kiến của cử tri cũng như là nhân dân, không riêng gì nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mà nhân dân cả nước. Còn nếu như quý vị muốn xây bất cứ cái gì, không riêng gì cái nhà hát đâu, mà xây bất cứ cái gì quý vị muốn thuận lòng, thì quý vị phải có một cái cuộc trưng cầu dân ý một cái cách sòng phẳng, đàng hoàng và tử tế. Tôi nói tử tế ở đây là phải độc lập, phải có một đơn vị độc lập để trưng cầu dân ý hoặc là bỏ phiếu. Không xây được cái này thì bịa ra xây cái khác, không làm được cái này bịa ra làm cái khác, phải tiêu tiền bằng được cơ, chán lắm. Rất nhiều nơi, rất nhiều, tôi nói ngay miền xuôi chứ nói miền ngược, tôi nói miền xuôi tôi không nói miền ngược. Quê tôi là làng Ngọc Tiên, Phủ Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Ngày xưa bố tôi kể là ở quê tôi ấy là có sân bay cất thẳng đóng tại chỗ Phà Cựa Gà, cất thẳng lên trên Nam Định và Hà Nội. Và bên cạnh đó là cái trục đường dọc làng tôi là trục đường 51A lối ra Phà Cựa Gà. Nhưng sau khi 554 mà Pháp rút đi, sau 554 mà Pháp rút đi thì quê tôi trở thành một cái nơi nó trầm mặc, trầm mặc, và nó không được như ngày xưa nữa, không được như thời bố tôi kể. Ở đó có một cái phà rất là đông đúc, đường thủy rất là mạnh. Nhưng không hiểu sao từ lúc tôi lớn lên thì cái đường thủy nó không còn mạnh nữa. Và bao nhiêu năm tôi ước ao và giá như ở đó có một cái cây cầu nối từ làng tôi sang Cổ Lễ thì có lẽ là cái đường đi nó gần hơn và sẽ đông đúc hơn, sầm uất hơn. Và một cái cầu đấy có khi chỉ mấy trăm tỷ, nếu làm đào hoàng chỉ mấy trăm tỷ thôi. Nhưng mà hàng mấy chục năm nay, từ 554 giờ chưa có, mà từ thời Pháp đã có phà rồi. Hay là gần nhất là như cái phà Sa Cao ở Thái Bình sang Nam Định, thì nghe đâu là vừa rồi mới chuẩn bị làm, mà hàng chục năm nay, vài chục năm nay toàn phải đi phà. Mà hai cái tỉnh giáp nhau có đúng 12 cây số thôi. Nếu như chúng ta có một cái cây cầu thì có lẽ là cái sự phát triển của hai cái nơi đó nó sẽ sầm uất hơn và nhân dân sẽ giàu có hơn. Thế thì tôi mới nói rằng là xây cái gì hay làm cái gì thì việc đầu tiên là chúng ta phải phục vụ cho đời sống của nhân dân. Chúng ta phải phục vụ cho cái việc thiết thực và sát thực, chứ không phải là chúng ta chỉ xây cho nó thích. Tôi chưa bàn đến vấn đề tiêu cực, tôi chỉ nói là cái vấn đề trong sáng ấy. Tôi đang nói trong sáng, tôi không nói về cái việc là rút ruột công trình bớt xén nào, thì tôi không quan tâm. Mà tôi nói cái vấn đề là tích cực đi, cứ cho là tích cực đi. Chúng ta xây nhưng mà dân không dùng, chúng ta xây nhưng dân không thích, chúng ta xây nhưng không hỏi dân thì xây làm gì? Xây để làm gì? Xây để làm gì khi mà nó không phục vụ cho đời sống xã hội? Nên qua cái việc này tôi mới thấy rằng là nếu như chúng ta mà nhẹ nhàng và chúng ta cũng không quan tâm đến cái đời sống xã hội, tôi chưa nói về mặt chính trị nhé, không quan tâm đến đời sống xã hội thì có lẽ là nó rất là dở. Bởi vì là sẽ có nhiều cái công trình khác người ta nghĩ ra, nơi này xây được thì tỉnh khác sẽ xây được, rồi không xây nhà hát người ta sẽ xây cổng chào, mà không xây cổng chào người ta sẽ xây cái tường rào. Họ phải xây bằng được thì thôi. Thôi thì cái buổi nói chuyện nó ngắn gọn như thế này, cũng mong là quý vị nghe thấy hay thì quý vị chia sẻ, mà quý vị thấy không vui tai thì quý vị cũng bỏ qua cho. Bởi vì Vượng thì nói dưới góc độ là người làm nghệ thuật, nhưng bao gồm là vừa là đạo diễn, rồi lại nhà sản xuất, rồi lại là một nghệ sĩ hài đi biểu diễn nhiều nơi, tối mai lại biểu diễn ở Quảng Ninh.
16 thì lại diễn ở Hải Phòng, diễn liên tục trong một năm. Rồi lại vừa dưới góc độ khán giả, tôi làm cái gì tôi cũng rất công tâm, tức là tôi đứng dưới nhiều cái góc độ, chứ không phải là dưới góc độ mình là một nghệ sĩ nổi tiếng, mình là người nọ người kia, cho nên mình áp đặt mọi thứ theo cái nhìn nhận của mình. Và không, tôi nhìn nhận dưới cả cái góc độ là một người dân bình thường nữa. Nên là qua cái việc này thì cũng mong là Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng như là những cái bậc lãnh đạo nên nghe ý kiến của cử tri, những cái người có cái ý kiến chất lượng và biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, để cho thành phố Hồ Chí Minh phát triển một cái cách rực rỡ nhất và văn minh nhất. Còn bây giờ, Vượng Dâu xin phép và chào quý vị và hẹn gặp lại một ngày gần nhất. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là an lành, hạnh phúc và luôn thành đạt. Quý vị nên nhớ là dù chúng ta là ai, nhưng nếu như chúng ta cứ sống cho bản thân mình mà chúng ta không quan tâm tới đời sống xã hội, thì có lẽ chúng ta cũng chỉ là những người sống nhưng mà tâm hồn bị tai biến từ lúc còn rất trẻ. Và hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.